Máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ máy cắt cỏ Minh Kiệt trong thời gian vừa qua. Theo yêu cầu của anh chị em cô chú thì hôm nay máy cắt cỏ Minh Kiệt cũng về được một số hàng, đó là máy cắt cỏ hàng Thái Lan nhập khẩu. Nó là hàng mới 100% nha anh em. Máy này là bảo hành 1 năm và tặng full phụ kiện. Đó. Và giá là 3.550.000. Đó, phí ship không đặt cọc. Anh em là đặt hàng rồi xong tháo ra kiểm tra test máy xong nhận hàng rồi thanh toán cho shipper nha anh em. Và máy có full phụ kiện. Rồi, em xin giới thiệu quà tặng theo máy nha anh em. Là một bình đựng xăng pha nhớt nè. Là một lữ cắt cỏ nè. Và một chấn cỏ một dây đeo nha anh em. Rồi ở đây là một bộ tụt vít để lắp ráp máy. Đó. Và bên em có bán thêm là nhớt. Nhớt này là 100.000 một chai nha anh em. 1 lít. Đó. Và bán thêm lữ cắt này là 50.000. Lữ cắt rước 50.000. Và đỡ cỏ, cắt cỏ cho bò ăn đó nha anh em. Cái này là 90.000. Và một cái đồ bơm nước là 150. Theo máy phi ship luôn. Nếu anh em nào có cần xài hỗ trợ gì đó thì liên hệ với em. Em sẽ ship cho anh em và cộng tiền thêm nha anh em. Đó. Và đây em xin giới thiệu sơ lược về cái máy này nha anh em. Đó. Máy này là máy hai thì xăng pha nhớt. Đó. Nòng 41 ly. Có tem là Super Thái Lan chính hãng. Máy này là máy Thái Lan chính hãng nha anh em. Đó. Bình xăng là hai kim, siêu tiết kiệm xăng. Ở trước chụp giật có trợ lực. Đó. Rồi, cần là cần inox nguyên khối. Không sợ qua chạm nha anh em. Đó. Và tay ga mỏ vịt trên cần, công tắc trên cần. Nó tiện lợi cho anh em dùng. Đó. Và chấn cỏ là xịn thòn anh em. Đó, còn cái này là đầu bò. Mà mình khi mà mình xài máy cắt cỏ thì mình gắn đầu này, còn mình muốn tưới nước thì tháo cái đầu này ra, là gắn cái đầu nãy em giới thiệu 150 đó, là gắn vô là tưới nước nha anh em. Đó. Máy này là máy mới. Bảo hành 1 năm. Hàng Thái Lan chính hãng. Đó. Bây giờ em xin test máy cho anh em coi nha. Rồi xin kết thúc clip thì chúc anh em một ngày thật vui vẻ nha. Và xin hẹn anh em clip tiếp theo.